Coi này cô chú anh chị các bạn ơi, bầu cuối mùa rồi á, mà nó ra ở gốc nữa này, quá rồi luôn à. Cô nó nằm này, nó nằm này thấy thương luôn á. Hôm nay là Dung hái hết nhà mấy cái, còn cái này á là Dung đợi giống á cô chú anh chị các bạn, cái giống bầu này hiếm có quá. Dung bỏ lên mạng, bỏ lên Facebook á cô chú anh chị các bạn, ai cũng nói ù già cái giống bầu gì mà hiếm quá, để dành để giống đi. Ôi, cái này nữa nè, mưa quá, cuối mùa rồi mà ra ngay cái gốc nhiều lắm. Bầu gốc mà cuối mùa chắc ăn ngọt lắm này. Để Dung cắt thử nghe, cắt thử còn non không nghe. Anh Nam quan sát vô anh Nam ơi. Ù già, cắt cái dao nó ngọt ngào. Non quá trời non luôn hả không? Còn ngon. Thơm quá bao nhiêu mình phải hái vô. Chưa. Cũng lớn rồi, hai cái rồi này nghe. Đó. Rồi cái chỗ này là Dung dặn luôn. Cái này Dung dặn luôn qua xuống chị các bạn ơi. Hôm bữa là không biết bây giờ vừa hái bầu nhiều lần rồi, kinh nghiệm rồi. Bầu cao cỡ nào mình cũng không có sợ. Dặn luôn. Còn ở trong này một cái nữa nè. Trong này một cái nữa luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Ai. Anh nè. Wow. Nó nằm nó dài nữa nhưng mà ở dưới đất á, không còn ở không gian á, thành nó cong lên. Cong lên giống như là cái gì ta? Cái kèn á, kèn thổi á. Cái kèn thổi giống băng nhạc gì á. Hôm nay á là cuối mùa bầu, là Dung hái bầu xong rồi Dung ra Dung hái hẹ nữa. Rồi là hôm nay là Dung làm một món bầu là bầu dồn tôm hấp hẹ nghe cô chú thì các bạn. Hái được như bầu đó, giờ mình ra mình hái hẹ nữa. Mơ quá luôn ha. Trời cũng vào thu ở Mỹ rồi á cô chú anh chị và các bạn, cải cúc á nó thích trời bát bát á, nó lên thấy nhìn thấy thương luôn này cô chú anh chị và các bạn. Mấy cái chậu Dung gieo mà bữa nay nó lên thấy thương quá luôn. Còn bên này rau húng á, rau húng nó lên cũng thương luôn á. Còn một cái bi đao nó nằm bên trong nữa này, nó thương luôn. Bên trong đó là Dung cũng gieo cải nữa này cô chú anh chị các bạn. Đó, hết cải này rồi tới cải khác là Dung có rau Dung ăn quanh năm luôn vậy đó cô chú anh chị các bạn. Còn bên này cái chậu rau má này đây nó lên mơn mởn luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Ôi quá trời luôn này. Ôi già một chùm hồng này thấy mà thương quá luôn rồi. Ôi một chùm này là mấy cái luôn á, mười mấy cái luôn nha. Hẹ là giữa rồng nhất luôn á cô chú anh chị và các bạn ơi. Xuân hạ thu đông bốn mùa có cả ở vườn nhà Dung ngàn. Dung trồng hẹ là Dung thích nhất luôn á. Giờ là Dung hái vào một nắm để Dung hấp nghe cô chú anh chị và các bạn. Wow, coi quá chậu hẹ này nó lên mơn mởn luôn. Dung cũng hái hồi luôn á cô chú anh chị và các bạn. Mình cứ cắt sát gốc rồi bỏ đất bỏ phân á, nó lên mơ luôn á. Hẹ mình là làm cũng nhiều món đồ ăn cũng ngon lắm. Mà hôm nay là Dung mình hái bầu vào rồi đó, rồi Dung dồn với tôm thịt, rồi là Dung hấp hẹ, Dung bỏ lá hẹ, Dung hấp chung với đó nữa, ngon lắm cô chú anh chị các bạn. Đó. Giờ hôm nay là Dung cắt hai chậu luôn đi, hai thùng này. Đó, hồi bữa Dung mới cắt nữa này cô chú anh chị, mới cắt là cứ nó lên này. Thơm quá luôn. Dùng hái một nắm ớt lòng đèn này vào để mình làm nước sốt á, mình hấp bầu xong rồi mình chấm á, ngon lắm cô chú anh chị và các bạn. Ớt này là loại ớt lòng đèn á, nó không có cay nhiều, để mình làm cái nước sốt á cho cái màu nó đẹp. Dung á thì Dung ít ăn cay á, thành Dung thích trồng cái loại ớt này lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. Ngon lắm, mình ăn không cũng được luôn đó. Để Dung cắn chút xíu cho cô chú anh chị và các bạn ăn nha. Nó không có cay, ngon lắm. Giòn giòn, có độ giòn nhiều lắm. Ngọt. Ai mà không có thích ăn cay á thì trồng cái loại ớt này á, ngon lắm. Giòn, ngọt ngọt.
cây the the thôi, không có cây nhiều. Rồi. Rồi, Dung thái bầu rồi, hẹ có rồi, ớt có rồi. Giờ là Dung vào nhà, Dung làm một bữa cơm. Dung mời cô chú, anh chị và các bạn nghe. Dung hái 4 cái bầu á, mà Dung lựa được cái bầu này á, nó không lớn lắm rồi nó không nhỏ lắm. Tại vì hôm nay á, là Dung làm bầu dồn tôm thịt đây cô chú anh chị và các bạn nha. Bầu dồn tôm thịt á, thì Dung có tôm rồi nè, tôm Dung cũng bầm sẵn nhuyễn ra rồi nè cô chú anh chị các bạn. Rồi là có thịt xay đó, hành Dung cũng bầm nhuyễn ra rồi. Rồi Dung có bỏ vào nấm đông cô, nấm đông cô Dung cũng luộc sẵn ra rồi á, rồi để Dung cắt, rồi thêm nấm mèo nữa. Rồi là bên này là hẹ đó, bầu dồn tôm thịt, rồi là để mình hấp lá hẹ lên thơm lắm cô chú anh chị. Rồi có tỏi ớt á, tỏi ớt là Dung làm cái nước sốt đặc biệt, nước tương ngon lắm cô chú anh chị các bạn. Giờ là Dung cắt nấm mèo, nấm đông cô nhỏ 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 ra nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Cắt nhỏ nhỏ thôi. Cắt nhỏ rồi mình trộn với tôm với thịt. Giờ Dung cắt nấm đông cô ra luôn. Nấm đông cô mình cũng cắt nhỏ nhỏ vậy đó cô chú anh chị các bạn. Nấm mèo như nấm đông cô mình cắt, mình trộn vô tôm thịt ấy, mình trộn nhưng mình ăn đúng cái nấm đó, nó giòn giòn nó sực sực ngon lắm. Nấm mèo với nấm đông cô á, Dung cũng cắt nhỏ ra rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là Dung cắt thêm một nấm hành lá, hành lá với hành củ á, mình bỏ mình trộn mình hấp cho nó thơm. Rồi là bây giờ là Dung ướp tôm thịt lúc khi mình dồn vào cái bầu nghe cô chú anh chị và các bạn. Dung bỏ tôm vào, cái tô này, rồi bỏ thịt xay vào luôn, rồi là nấm đông cô, nấm mèo đó, nấm mèo. Rồi là Dung bỏ hành củ hành lá vào luôn nè cho nó thơm, hành củ hành lá vào cho nó thơm. Rồi là Dung bỏ vào chút xíu muối, bỏ ít muối. Rồi là 2 muỗng bột nêm súp gà, 2 muỗng bột nêm gà, Rồi là Dung bỏ vào tiêu, bo cái này Dung bỏ tiêu nhiều nhiều xíu cho nó thơm, nó cay cay cho nó ngon. Rồi là bỏ vào chút xíu đường. Rồi là Dung trộn đều lên. Dung trộn đều cái hỗn hợp này lên đó, trộn đều hỗn hợp này lên. Rồi là cuối cùng là Dung cho vào chút xíu dầu mè, bỏ vào cái xíu dầu mè cho nó thơm á cô chú anh chị và các bạn. Rồi là không quên còn một món đặc biệt nữa, làm do tôm thịt nổi cho nó mềm, ăn nó mềm mại ngon á, là Dung đập vào một trứng gà nha, cho vào một trứng gà luôn. Wow, hành tiêu thơm rồi dầu mè nữa, bay mùi thơm lắm cô chú anh chị các bạn. Đó, Dung trộn đều hết luôn này, thơm quá dẻo quá luôn này. Rồi Dung cắt ra cái đoạn mà nó thẳng thẳng á. Cái này mình gấp đi, bữa nào mình nấu. Giờ Dung cứ cắt ra từng khúc nhỏ nhỏ như này, cỡ phanh nhỏ nhỏ vậy đó. Xong rồi mình gọt vỏ, rồi là mình dồn tôm thịt nấm mèo vào bên trong. Bò non ngơ luôn á, thơm quá. Dung gọt xong rồi á, là Dung rửa xong rồi á, Dung lấy cái ruột ra.
cái ruột non mình lấy dành là mình nấu canh ăn nữa còn ngon, chứ không có bỏ. Bầu tươi non quá là nó bỏ gì hết. Dung lấy cái muỗng á, Dung làm vậy để cô chú anh chị các bạn đó, nếu mình lấy cái ruột ra nó dở lấy lắm. Xong rồi mình làm, Dung xin là mình làm bánh in này, làm bánh rất là dở luôn, dở dàng luôn đó. Nãy giờ là thịt nó cũng thấm rồi á, bây giờ là Dung dồn vào cái bầu á cô chú anh chị các bạn đó, nhìn thấy đẹp ngon quá rồi nè, đói bụng rồi nè. Bên kia là Dung bầu bắt cái sình lên nước lên gần sôi rồi đó cô chú anh chị các bạn đó. Làm Dung làm cái gia vị á, nó vừa vừa vậy đó, rồi xong mình làm nước sốt nữa, nước sốt tương nữa rồi mình chấm ăn ngon lắm đó. Được tám tám cục này, còn nhân nhiều rồi mình làm tiếp nữa. Giờ Dung hấp tám cái này trước hả bầu dồn tôm thịt nấm mèo nấm đông khô hấp lá hẹ, cái son nó sôi lên rồi đó cô chú anh chị các bạn, sững á rồi đó. Dung bỏ hẹ dưới này, bỏ hẹ lót ở dưới rồi là mình bỏ bầu dồn tôm thịt vào. Nhìn hấp dẫn quá rồi nè. Chúng bỏ hẹ dưới rồi á, mình bỏ hẹ ở trên nữa, một lớp hẹ ở trên nữa. Tám cái này, tám cái dừa luôn. Rồi là bỏ hẹ ở trên nữa cô chú chịu các bạn. Là hẹ nó ra thơm mà ngọt lắm. Dùng hái nhiều lắm mà dùng bỏ, dùng làm chỉ nửa lá hẹ thôi. Đó, cái này mình bỏ vào mình răng rồi là Dung đợi nắp lại, Dung đợi nắp lại là Dung hấp khoảng 20 phút là chín đó cô chú anh chị và các bạn. Tỏi ớt bây giờ Dung cắt ra rồi nha, Dung bầm nhuyễn lên, Dung làm nước tương á để mình chấm bầu dồn tôm thịt đó. Ớt này nó bay cái mùi thơm luôn á, ngọt ngào. Dung thích ăn cái ớt này, không có cay nhiều. Mình làm cái nước sốt á, cái màu đỏ nó đẹp lắm. Đó, 7-8 cái ớt luôn. Mình ăn ớt nhiều cũng tốt lắm cô chú anh chị và các bạn. Ăn ớt nhiều á là nó tốt lắm, tỏi cũng ướt luôn. Ăn ớt nhiều á là mắt mình nó bủ mắt. Đó, Dung bầm nhuyễn ra. Dung bầm nhuyễn nhỏ nhỏ như này nè cô chú anh chị các bạn. Tối như một bầm ra rồi nè đó, giờ mình bỏ nước tương vào, bỏ cỡ 2 muỗng nước tương rồi á, là Dung bỏ chút xíu tương ăn phở, bỏ tương ăn phở vào. Phở vào nó ngọt ngọt nó ngon lắm. Rồi á, là 1 muỗng đường nữa, muỗng đường nhỏ thôi, rồi trộn đều lên. Đó, cái nước sốt sốt vậy nè. Rồi là mình cái bầu đó mình chấm mình phớt vô là ngon lắm. Bầu đã ngọt ngon rồi, và nước sốt này đặc biệt này ngon lắm. Dư dư đó, quá hấp dẫn luôn. Bây giờ là chín rồi nè cô chú anh chị và các bạn ơi, mở ra cái bột bì mùi thơm quá luôn, lá hẹ nè. Ôi, nhìn thấy hấp dẫn quá rồi. Giờ là Dung gấp ra dĩa, Dung mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha. Nói nghe cái muỗng này, lấy cái muỗng gấp ra. Wow, quá đẹp đó. Rồi mình nửa hẹ nữa lên, nửa hẹ dưới
thơm quá luôn đó, hẹ đó, hóc hay nó mềm ăn ngon lắm. Quá đẹp luôn. Cái gì mà mình hóc á là ăn nó ngọt lắm, nó giữ cái nguyên chất hết trong bò với tôm với thịt đó. Wow. Bầu dùng tôm thịt hấp với lá hẹ, xong rồi cô chú anh chị và các bạn như là dùng rứng lên chút xíu thêm nữa này đó, rồi là mình chấm những cái nước sốt này, nước tương ăn phở này, ớt tỏi này, đường này, ngon lắm này. Nhưng mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha. Rồi em múc ngay cái nước tương ra này anh em, múc nước tương ra chấm cái bầu Dễ hả? bầu nhiều tôm thịt. Ok, Dạ, Dũng mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng ready. với gia đình của Dung. Ok, mời cả nhà lấy giúp em luộc ha. Hẹ đó, hẹ hấp. Nhưng mà nhìn thấy tướng em luộc thì không biết thế Dạ, nào. hẹ hấp ngon lắm, thơm luôn. Ăn cùng với gia đình của Dung là món Có gì ạ? bầu dồn tôm thịt nấm mèo nấm đông khô, rồi Dung hấp hẹ ngon thơm lắm. Dạ, hẹ là ăn Hẹ cũng tốt lắm. luộc Dạ, ôi hẹ này nào. mình ăn một cục này là no luôn á, là Dung chắc ăn hết một cái nhiều lắm á. Dâm thơm không anh? Thơm lắm hả? Mềm. Hẹ mà Dung mời chân thật biết nào. hết ý luôn, ngon Đây. luôn. Luộc nữa. Nhiều Dạ. nhiều luộc ăn nữa. Có. Không muốn hơn. Wow, ngon quá. Lê biết là bây giờ muốn là món gì không? Muốn Cái món gì vậy? món gì Mới hả? không Làm cái gì không biết hả? Kìa. bao nhiêu tôm thịt Đúng không phải. rồi không phải ông nói vậy Độc nhất vô nhị. nào nhất là vậy một món hả? Chỉ một dĩa. Một món mà ngon lắm. Cái này á làm đơn giản mà ngon đó, mình hấp á nó giữ lại mấy cái chất, Thằng gì không? giữ lại mấy chất nước ngon. Nhìn thấy con phù nha. Wow, vừa nắng bốc khói luôn đó, làm vừa xong nắng bốc khói dọn luôn. Thì Được. ngon ha. Cái này có ăn kiểu lực cái này. Hấp. Hấp. Thơm quá. Nhưng làm gia vị tới gì dữ vậy đó, mình nó chấm miếng nước tương nữa là ngon lắm anh em ơi, quá ngon luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Được. Bầu nhiều quá nhưng ăn gì mà từ đầu mùa tới cuối mùa. Cái này kiếm cách đây hả? Nhà Cách này phải tìm cách mình làm cho mình ăn cho nó khỏi ngán á cô chú anh chị các bạn. Cái luộc hoài ngán hả? Luộc nấu canh Cái gọi là bếp là cái xào gì? Biến chế hay bếp chế biến? biến nhớ xong rồi ở nhà hẹ nhiều quá, hẹ nhiều quá cắt đâu nó lên đó, cắt đâu nó lên đó, xong rồi là mình làm vậy mình hấp vậy đó nhiều lắm. Có nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng nói là mình ăn hẹ là giảm đi những báo cao nó cũng good, nhưng mà Dung thấy là hẹ mình chưng mình uống chưng với đường phèn mình uống là giảm bớt ho luôn đó, Đó. bớt ho luôn. Thử chưa? Dạ, có rồi, Dung có làm qua rồi, ngon quá luôn rồi chú chị các bạn ơi. Dùng thử luôn, thử thiệt luôn, hai cục luôn hết ý luôn á, ngon lắm. Đúng Anh Lâm, hèm tới tới anh Lâm hèm nữa luôn. bông ở ngoài vườn này dùng dùng hái giờ này, dùng cắm này đẹp không, mùa thu là có hoa cúc thôi nha, hoa nở quanh năm hoa cúc quá Đang ngon. khoe bông nhà mình hả? Ngon quá. Anh Tâm ăn có bay mùi gì không? Tôm thịt đây là ngọt ngon rồi, bầu ngọt rồi. Bỏ vào chút xíu dầu dầu mè, Dầu liêu. dầu mè nó thơm ngon lắm. Lâu lâu làm cái này nó lại lại ăn được không? Đó. Đúng không? Nghe, bở nghe. Quá ngon. Thế nhiều mà làm này nó ngon, ăn ngon. Ăn Nó để luôn. dây dạng chắc Nó luôn. ăn lá. Ăn không biết lá. Con chỉ hứa sao cái lẹt 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 anh em. Nó nhiều quá. Nhung hấp thì Nhung không có cắt ra, Nhung đỡ Dày nguyên quá.
nhung nguyên nguyên cái bụi vậy đó, nguyên cái lá bằng, nguyên cái lá dài vậy đó, luộc cho mẹ em mau hết nè. Dạ đó, nhiều quá là mình cứ cắt vô mình luộc mình ăn ngon luôn. Thế mà đi mua có mình phải luộc thì ở bên đây còn bắt lắm cô chú thì các bạn. Bây giờ chúng ta bán một bó còn 3 đồng, ngon quá chắc hai chồng bạn hết. Đâu luôn sang cỡ này 5 phải không, 8 gái luôn, người 4 cục. Bò mềm mại ngon ha, bò ngon. Bò là những cái đấy rất awesome. Tuyệt vời, ngon quá em không có ngán luôn á. Ngon chưa, quá ngon luôn chứ. Ok. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Hôm nay cuối mùa bầu rồi, Dung thái vào á, Dung dồn với tôm với thịt với đóng đông khô đóng mèo á, rồi mình hấp lá hẹ ngon lắm cô chú anh chị và các bạn. Hấp cái chân được không bạn? Chân nguồn được mà hấp, cái đây là hấp nhưng phải chân. Chân bằng cách nào? Cái đây là hấp chân thì chân đi. Nhưng thì cũng bỏ cái tô rồi bỏ nước vô. Ồ, okay. Dạ, cái đây thì Dung có cái sừng á, Dung bỏ lên luôn vô hấp. Ăn mềm mại ngon ghê luôn á. Dạ. Đánh nghiêu cô chú anh chị và các bạn, Dung quán chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày thật là bình an, vui vẻ. Đánh nghiêu, bye bye and see you again.